Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Thì như em đã hứa với cô chú, anh chị và các bạn là hôm nay em xin xin chia sẻ với mọi người cách chăm sóc cây lan để cho nó ra hoa Tết. Và hôm nay em sẽ chia sẻ là cái dòng phi điệp. Thì riêng cái dòng phi điệp này á, thì nó có một số loại nó có thể ra hoa Tết được. Ví dụ như thế là năm cánh trắng họng hồng nó cũng ra hoa Tết được, là dòng công nghiệp nha. Và có một số trầm công nghiệp thì nó sẽ ra hoa Tết được. Ví dụ như là trầm rừng thì nó chỉ ra hoa vào đa số là mùa hè thôi, chứ khó ra Tết lắm. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người chăm những cái chậu ra hoa Tết. Ví dụ những cái chậu mà đủ điều kiện ra hoa Tết là bây giờ nó phải thắt ngọn rồi. Ví dụ như thế này này cả nhà. Đây ạ. Nó thắt ngọn rồi nè mọi người. Có một vài lá nó bị bệnh thì em xịt thuốc nó đã khỏi, đã khô lại rồi. Đây là một chậu nù tam bố và có ba thân. Có ba thân nhưng mà một thân thắt ngọn, còn hai thân thì vẫn còn đi ngọn. Cái này thì đang biểu hiện là sắp thắt rồi mọi người. Đây ạ. Gần thắt rồi, còn bên đây thì vẫn còn đi thêm được một ít nữa, nhưng nó cũng gần thắt rồi. Thì mọi người thấy lá nù tam bố rất là đẹp đúng không ạ? Đo thử xem bạn lá mấy phân nha. Bản lá này là hơn hơn 4 phân luôn đó cả nhà. Hôm nay em sẽ đo thử xem là cái chỗ mập nhất của chậu lan nù tam bố em chăm thì nó được bao nhiêu, bi bao nhiêu. Thì đây, đây là cái thước đo. Mình sẽ đo thử nha. Tại vì nó chưa thắt ngọn, thường là lúc nó thắt ngọn nó sẽ phình thân rất là nhanh, nhưng đây nó đang còn đi ngọn. Đây ạ. Gần 20 nha mọi người, 19. Thì đây là em đo cái phần to nhất đấy cả nhà. 19 ấy. Rồi, để chăm sóc được cái cây lan này thì bây giờ trước tiên là bây giờ mình cũng muốn nó ra hoa Tết đúng không ạ? Nhưng điều kiện là nó phải thắt ngọn, thì bây giờ mình sẽ nghiêng về tưới cho nó, là bây giờ mình sẽ bắt buộc phải tưới nha mọi người. Tưới để cho nó thắt ngọn nhanh, cho nó già cây, thắt ngọn nhanh, cho ăn nắng nhiều. Tức là mình sẽ tưới 6-30-30, 6-30-30 nha. Cái dòng này rất là hay luôn em, năm nào em cũng có chia sẻ rồi. Mình sẽ tưới 6-30-30, 5 đến 7 ngày một lần. Tỷ lệ thì mình phun loãng thôi. Em rất là hay chia sẻ với mọi người là chúng ta phun phân thì nên phun loãng thôi. Đây ạ, mình sẽ nghiêng nghiêng cho cô chú anh chị xem. Đây, một số cái lá bệnh hôm bữa nó đã xịt xịt thuốc nó khỏi á cả nhà, thì nó đã rớt lá rồi. Đây, nó không sao đâu nha, mọi người thấy không? Những cái thân năm ngoái thì nó nhỏ tí á, mọi người thấy không? Thân năm ngoái nó nhỏ tí á, nhưng năm nay thì nó đã đạt. Đây là năm thứ hai rồi nha. Thì mọi người thấy cái nụ tam bố rất là, cái phần lá chỗ này chắc phải được rất là to và dày như lá mít luôn cả nhà. Như vậy á, cây lan mà để nó ra hoa có kết quả tốt á, thì cô chú anh chị và các bạn thấy không? Thứ nhất là nó phải khỏe, thứ hai là nó phải mập. Cái riêng cái dòng nù tam bố này nó phải mập, đã gọi là nù mà cả nhà, nù mà tên tam bố nó là biết là nó mập cỡ nào rồi. Tại vì mọi năm em chăm á, nó không được mập như thế này, nhưng năm nay mình chăm đúng từ đầu năm. Tức là đầu năm thì mình sẽ, khi mình chơi hoa xong á, mình sẽ cho nó ăn đạm cao, đạm cao một tuần một lần. Ví dụ 30 10 10 em thường là 30 10 10 sẽ kết hợp với lại B1, 20 đều thì hay kết hợp với xê sổ. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn tưới 6-30 vẫn có thể kết hợp được với xê sổ nha. Và em xin nói luôn, đây vẫn là cách chăm riêng của em. Kinh nghiệm thì không có ai giống ai, mỗi người đều có một kinh nghiệm do mình đúc kết ra. Còn em chia sẻ là chia sẻ đam mê tới cô chú anh chị và các bạn cùng đam mê. Em cũng học hỏi kinh nghiệm rất nhiều của cô chú anh chị và các bạn thường xuyên chia sẻ để giúp kênh của em ngày càng phát triển. Thì đó là kinh nghiệm của em. Đó, mọi người thấy không? Cái lá giống lá mít không ạ? À? Thì bây giờ em sẽ bắt đầu tưới cho nó 6-30-30, và 5 ngày em sẽ phải tưới một lần để cho nó thắt ngọn nhanh. Đó, cho thắt ngọn nhanh để cho nó già thân. Để cho khoảng bình thường đó là 20 tháng 9 âm lịch, là 20 tháng 9 này là mình có thể cắt nước rồi, nhưng mà chậu này chắc phải muộn rồi, chậu này chắc phải 30 mới cắt nước được, tại vì là nó vẫn còn đi ngọn.
nó vẫn còn những ngọn, nhưng riêng cái dòng núi Tam Bố này thì nó hoa Tết hoa xuân được, cho nên là nó cũng dễ hơn tí. Cho nên mình sẽ ráng tưới làm sao để cho nó, mình tưới số 30-30 và đồng thời là 2-3 ngày mình phải tưới nước một lần, đó là với điều kiện là nó không mưa bão. Mình treo khu vườn nhà mình thì dĩ nhiên là bây giờ đang mùa mưa thì nó cũng mưa đó cả nhà. Thì em năm cánh trắng họng hồng nhà em á, thì nó đã thắt ngọn hết rồi, nhưng mà riêng có mấy những cái chậu nụ Tam Bố, cái hàng mà cái hàng trầm á, trầm rồng đỏ nhà em cũng thắt ngọn rồi nha cả nhà, nhưng mà cái nụ Tam Bố chậu này nó vẫn còn đi ngọn. Cho nên là em sẽ tưới cho nó già cây ra, già cây ra để mình cắt nước, cắt nước khoảng là, ví dụ như mọi người muốn hoa chuẩn Tết đó, thì mọi người cắt nước từ 20 là miền Nam nha. Còn miền Bắc thì em không biết, tại miền Bắc là khí hậu miền Bắc nó thất thường lắm. Còn miền Nam thì em cắt nước từ 20 tháng 9, xong rồi đến cuối tháng 10, khoảng 1 tháng gì đó là em bắt đầu tưới nước lại. Tưới nước lại thì mình sẽ vẫn tưới số 30-30 để cho nó kích thích giúp cây lan của mình nó ra hoa. Và vừa sau khi cây lan của mình hình thành nụ hết á, thì mình cắt nước, mình tưới nước lại, dĩ nhiên là trong thời gian, nếu mà cô chú trong lúc cô chú anh chị và các bạn cắt nước thấy cái thân này nó nhanh nha, nó nhanh nó teo quá thì mình có thể tưới nước lại và mình cắt nước từ từ. Ví dụ bây giờ là mình sẽ 2-3 ngày mình mới tưới nước một lần và mình tưới thêm 6-30, nhưng mà khi tưới NPK 6-30 thì mình phải tưới nước xả lại nhé. Còn những ngày không tưới phân thì mình có thể không cần tưới nước cũng được, để cây lan của mình nó già, nó khô hạn thì nó sẽ già cây nhanh hơn. Già cây nhanh hơn thì nó sẽ thắt ngọn và mập. Khi nó thắt ngọn lại thì nó bắt buộc phải già, già đanh như thế này này mọi người, già như thế này, già đây đây, già đanh lại. Những cái lá này dĩ nhiên là lúc nó ra hoa nó cũng phải rụng hết thôi, mình không có lo ngại gì đâu ha. Đây rất là đẹp luôn á. Chậu này là chậu em tâm đắc nhất và em hứa hẹn là năm nay nó sẽ có hoa đẹp, thì em sẽ ráng làm rồi. Khi nào hoa nó có, nó nở hoa thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ thì 1 tuần đến 5 ngày đến 1 tuần em sẽ tưới số 30-30 một lần. Đồng thời đó thì khi cái mập này cuối tháng, tức là thì giờ cuối tháng là còn cũng khoảng hơn khoảng 25 ngày nữa, hy vọng là nó sẽ thắt ngọn lại. Nó thắt ngọn thì mình sẽ cho nó già thân ra rồi mình sẽ cắt nước nó. Như vậy thì mình sẽ quá trình cắt nước sẽ ngắn ngày hơn. Ví dụ như thể làm em vẫn cắt nước cuối tháng 10, em vẫn tưới nước lại nha. Trong thời gian cắt nước con sẽ nụ Tam Bố này này, mình cắt nước ngắn ngày nó vẫn có thể ra hoa được. Nói chung là khoảng ít nhất là phải được cỡ 25 ngày nó vẫn ra hoa được. Đó là mọi năm em canh nha, mọi năm em canh Tết đấy. Còn năm nay thì Tết nó đến sớm hơn, năm ngoái nhuần cho nên là nó muộn. Nụ Tam Bố này nếu mình chăm sóc tốt á, có một số vùng là nó có thể ra hoa vào Tết dương lịch luôn ạ. Đó, năm ngoái em có vài cây ra hoa Tết dương lịch, em cũng chỉ sưu tầm được một số cây thôi. Mình ở miền Nam á, mình sưu tầm một số dòng lan nở xuân thì cũng rất là hay luôn. Đó, cây này chắc nhìn nhìn đây ạ, thì cũng theo hướng nắng nhá. Chỗ này em treo nắng chỗ này là lên tới khoảng 80% nha. Lưới thì lưới 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 rất là mỏng và thưa. Cái dòng này mình phải cho ăn nắng nhiều nha cô chú anh chị. Đó, nó mới mập thân già thân. Rồi, video hôm nay em chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Cho ăn nắng nhiều, tưới 6-30-30 và đến khi thắt ngọn như thế này thì mình có thể 20 tháng 9 mình có thể cắt nước lại. Và cuối tháng 10 âm lịch mình sẽ tưới lại nha. Như vậy là nó sẽ ra hoa vào dịp Tết. Vào dịp Tết thôi nha, chứ em không nói chính xác là vào đúng những ngày Tết nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.